Trời ơi, Vinh vừa ăn vừa đi học luôn kìa, cái tội đi cho dạy trễ đó. Trang mở cửa cho mẹ Trang. Oh no. Ủa sáng mẹ làm cái gì mà cho tụi con ăn vậy mẹ? Sáng mai mẹ làm bánh mì ép la cho hai đứa ăn đi học nha. Dạ. Ăn vô chạy vô kim chim dậy đi con, rồi rửa vô leo sắt cho mẹ đi. Trinh ơi, dậy. Dậy giờ học con kìa. Dậy, em dậy rồi mẹ em uống nước. Nope. Trời ơi, tối này uống nước hoài à. Ủa mẹ làm gì chị? Mẹ làm trứng gà ép la đó. Vâng. Wow, trứng gà ép la ngon quá mẹ ơi. Rồi con chạy vô đánh răng đi rồi ra ăn sáng rồi đi học để trễ con. Ủa mẹ có việc gì cho con làm không mẹ? Con chạy qua xách vô leo đi mẹ rửa đầu đó. Rồi bây giờ mẹ bỏ mì ra, mẹ bỏ đứa ngỗ ăn đi học thôi đó. Dạ. Trễ rồi đó. Nếu mà có thời gian là tụi con nhà chấm thành từng miếng nó ngon hơn. Trang ăn dưa leo không? Dạ ăn. Rồi con bỏ dưa leo vô đây. Vinh ăn dưa leo không? Không. Tại vì hỏi vậy ta chứ mẹ biết con ăn rồi. Xịt nước tương. Rồi nè Vinh. Ngon không con? Ngon. Trời ơi, Vinh vừa ăn vừa đi học luôn kìa, cái tội đi cho dạy trễ đó. Trang mở cửa cho mẹ Trang. Dạ. Lên lên. Mì với xúc xích nè, hai đứa con bỏ vô tô nha. Dạ. Mày đi nấu nước sao? Trời ơi, cái xúc xích bận thế gì nha. Ừ, bự. Thôi, tao biết tô luôn. Dạ. Thôi bây giờ tụi mình ăn một nửa đi. Bự quá à. Mỗi người một nửa đi. Chị cắt xúc xích nha Dân. Dạ. Rồi hai đứa làm mì xong chưa? Mẹ nấu nước xong rồi nè. Dạ con làm rồi. Dân xong rồi phải không? Để mẹ cắt xúc nước. Xích nữa. Tụi con sáng tranh thủ vô học nha, để trễ thôi chứ. Dạ. Cái mì này mẹ thấy hình như nó để là 4 phút mới chín á. Rồi Trang phải ép vô đại lại cho em đi Trang. Dạ. Mẹ thấy nước cho. Thôi đừng lấy con muỗng nữa. Rồi hai đứa ăn lẹ đi, mẹ chở đi học nha. Dạ. Ngon không Trang? Ngon. Vì hôm bữa ngủ nướng đi học trễ bị cô la hay sao mà nay rút kinh nghiệm dậy sớm dữ vậy con.